Mừng quý vị và các bạn tới với kinh xoáy TV. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin. Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội Việt Cộng bắt tay với kẻ thù tàu cộng, vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu là ước nguyện của Phó Tổng Tham Mưu trưởng Quân đội Việt Cộng đối với tàu cộng trong khi quân xâm lược tàu cộng ngang nhiên xâm phạm chủ quyền của việt nam thì ông tướng ngô minh tiến đã tuyên bố chúng tôi cũng tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa quân đội hai nước việt nam trung quốc không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước việt trung mà còn góp phần xây dựng một thế giới hòa bình ổn định cùng phát triển có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử việt nam có cái gọi là hợp tác chặt chẽ giữa quân đội của một nước bị xâm lược với kẻ thù xâm lược như vậy ngay trong lúc những hành động xâm lấn đang xảy ra làm cả nước phẫn nộ ngô minh tiến đã đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 92 năm thành lập quân đội của tàu tại tòa đại sứ tàu ở hà nội và tuyên bố sự hợp tác chặt chẽ vun đắp tình hữu nghị bền lâu là tâm nguyện của nhân dân và quân đội việt trung trong khi đó phía xâm lược tùy viên quân sự trung quốc đã tuyên bố tàu cộng cương quyết đi theo con đường phát triển hòa bình với chủ nghĩa xã hội bản sắc Trung Quốc thời đại mới và tư tưởng Tập Cận Bình và Trung Quốc sẽ xây dựng quân đội hùng mạnh nhưng chỉ để giữ gìn hòa bình thế giới. Ngoài chức vụ Phó Tổng tham mưu trưởng, Ngô Minh Tiến đã từng là tư lệnh quân khu 1 và là đại biểu Quốc hội Việt Cộng. Trong một diễn biến khác đại diện cấp cao quân đội Việt Nam Trung Quốc cam kết vun đắp tình hữu nghị, một đại diện quân đội nhân dân Việt Nam hôm 30 tháng 7 lên tiếng khẳng định Việc vun đắp cho tình hữu nghị bền lâu giữa Việt Nam và Trung Quốc là tâm nguyện của nhân dân và quân đội hai nước, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn lời cho biết. Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 92 năm thành lập quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa tại Tòa Đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 30 tháng 7, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam bày tỏ, lịch sử phát triển quan hệ hai nước tuy đã trải qua những bước thăng trầm nhưng vượt lên trên tất cả chúng ta đã và đang nỗ lực không biết mệt mỏi cùng nhau xử lý các khác biệt duy trì môi trường ổn định và phát triển ở mỗi nước vun đắp cho tình hữu nghị đến lâu đó không chỉ là tâm nguyện của nhân dân và quân đội việt nam trung quốc mà còn là tâm nguyện khát vọng của thế giới văn minh ngày nay những phát biểu ca ngợi quan hệ hai nước được đưa ra giữa lúc trung quốc và việt nam đang có những căng thẳng ở bãi tư chính ngoài biển đông từ giữa tháng 6 đến nay, Trung Quốc đã điều nhiều tàu hải cảnh và tàu khảo sát đến vùng biển Việt Nam, bất chấp những phản đối công khai từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong khi đó, lãnh đạo Việt Nam vẫn im tiếng trong căng thẳng bãi tư chính với Trung Quốc, bị dồn đến chân tường. Đúng là thái độ lần này của Việt Nam đối với Trung Quốc có vẻ như quyết liệt hơn những lần trước là nhận định của nhà nghiên cứu Biển Đông, thạc sĩ Đinh Kim Phúc. So với năm 2014 khi sản khoan HD 981 vào, thì đợt này quan điểm của Việt Nam cứng trần hơn. Việt Nam nhiều lần trao công hàm để phản đối hành động của Trung Quốc. Vì sao lần này, Việt Nam mạnh mẽ cương quyết không chịu xuất tàu, mà bằng mọi cách phải đuổi những tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc ra khỏi tiềm lục địa kinh tế của Việt Nam. Phải nói rằng, sự o ép của Trung Quốc không chỉ trong vùng biển, mà trong đất liền rồi trong cán cân thương mại mất cân đối việc Trung Quốc lại xây dựng căn cứ quân sự ở Campuchia trên đảo Khô Công và tại cảng Sihanouk ở Campuchia đã tạo ra nhiều mặt trận tứ bề thọ địch đối với Việt Nam thì sự an nguy về mặt kinh tế chính trị của Việt Nam bị đe dọa hơn lúc nào hết. Trả lời AFA qua điểm tự, giáo sư Khan Chai -ơ cho biết Điều này chỉ ra rằng Trung Quốc đang chuẩn bị để đẩy những đòi hỏi về chủ quyền trên biển vào khi Việt Nam lùi bước. Việt Nam trước đó đã phải dừng các hoạt động thăm dò dầu khí ở Bãi Tư Chính vào tháng 7 năm 2017 và vào tháng 3 năm 2018 ở mọ cá sông Đọ. Nhận định về thái độ sướng như mạnh mẽ hơn của Việt Nam lần này, thạc sĩ Đinh Kinh Phúc nói, Trước đây, vì sự đe dọa trấn át của Trung Quốc mà công ty Repsol của Tây Ban Nha đã rút ra khỏi khu vực thăm dò tìm kiếm dầu khí của Việt Nam và họ kiến Việt Nam phải bồi thường thỏa đáng sự việc mọ cá voi xanh mà Mỹ chuẩn bị khai thác đó thì nếu Việt Nam tiếp tục nhân nhượng thì coi như mất chủ quyền và quyền chủ quyền của mình trên biển đông. Thứ hai nữa, giá trị kinh tế của những hợp đồng với nước ngoài nếu không được duy trì thì những số tiền Việt Nam phải bồi thường cho các đối tác là rất lớn việt nam không đủ tài chính để có thể tiếp tục nhân nhượng trung quốc trên vấn đề biển đông đó là một trong những nguyên nhân mà chính phủ việt nam có vẻ cứng rắn hơn so với những lần trước đây xoay mắt nhà báo độc lập phạm trí dũng thái độ đe nẹt gây hấn thường xuyên của trung quốc khiến việt nam không còn lựa chọn nào khác mà phải lên tiếng mạnh hơn để bảo vệ quyền lợi của mình nguồn cơn khiến việt nam phản ứng có vẻ quyết liệt như vậy không phải vì Việt Nam đã bỏ thói đu xây chính trị mà vì đàn anh Trung Quốc đã sồn đàn em Việt Nam tới chân tường rồi. Có thể nói từ năm 2011 khi Trung Quốc bắt đầu cho tàu hải giám cắt các tàu Bình Minh 2 của Việt Nam cho tới nay thì mục đích lớn nhất của Trung Quốc trong tất cả những vụ xâm phạm lãnh hải Việt Nam là vấn đề dầu khí. Trung Quốc nắm là Việt Nam có nguồn tài nguyên dầu khí khá lớn ở Biển Đông, đặc biệt khu vực bãi tư chính, khu vực mỏ Lan Đỏ, khu vực mỏ cá voi xanh, Trung Quốc nhiều lần gần như yêu cầu một cách bắt buộc, Việt Nam phải chưa bôi tài sản dầu khí khai thác được với Trung Quốc. Đó là hành động về mặt thực chất nhìn giống một thằng ăn cướp nhảy sổ vào nhà người ta, rồi đòi chủ nhà phải chia tài sản với nó. Nó không mất gì cả mà nó đi lại cho chủ nhà một phần coi như là ơn huệ. Lãnh đạo Việt Nam vẫn im tiếng thế nhưng vẫn theo nhà nghiên cứu biển đông đinh kim phúc thái độ cứng rắn của việt nam vẫn nằm trong công thức đấu tranh bằng biện pháp hòa bình mong muốn hai bên đối thoại để tìm được tiếng nói chung để tránh xảy ra chiến tranh cục bộ hoặc chiến tranh toàn diện giữa hai nước trên vùng biển việt nam nhìn kỹ lại cũng chỉ thấy người phát ngôn của bộ ngoại giao việt nam lên tiếng chứ chưa thấy lãnh đạo cao nhất của nhà nước việt nam lên tiếng trong giải quyết vấn đề biển đông thì thế giới cần phải được biết nhân dân cần phải được biết để có thể tạo sức mạnh của lòng dân và sức mạnh quốc tế thì mới có thể gây sức ép cho Trung Quốc thực thi công ước quốc tế về luật biển mà Trung Quốc là một thành viên. Điều đáng chú ý là căng thẳng lần này giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra vào khi quan hệ hai nước dường như đang tốt lên kể từ sau vụ giàn khoan HD981 hồi năm 2014, theo nhận xét của giáo sư Khan trai er trên trang blog của ông. Trong năm nay, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc dường như đang hồi phục kể từ, từ sau vụ HD981 năm 2014. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh hồi trung tuần tháng 7, vừa qua vào giữa khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam đang phải đối mặt với các tàu hải cảnh hàng nặng của Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Việt Nam nhìn vào đại cục, thăng tiến tình hữu nghị và tăng cường hợp tác nhằm nâng cao quan hệ hai nước. Theo truyền thông trong nước, vấn đề Biển Đông – cũng được hai bên nhất trí sẽ được giải quyết trên tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng và nhà nước, đó là bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, kiềm chế kiểm soát bất đồng vì đại cục hai nước. Trong khi đó, Bắc Kinh từ trước đến nay vẫn duy trì chính sách nhất quán là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với khu vực Biển Đông, và đây là quyền lực cốt lõi của Trung Quốc. Nhà báo Phạm Trí Dũng cho rằng, sức ép của Trung Quốc đối với Việt Nam lần này ở bãi tư chính khiến Hà Nội bị dồn ép trong chính sách với Bắc Kinh phải xuất khoát hơn vì tình hình thế Trung Quốc có thể đẩy tới chiến tranh cục bộ với Việt Nam trên Biển Đông. Việt Nam chờ quốc tế, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên chính thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, đồng ý rằng vụ việc bãi tư chính cho thấy xu hướng ngày càng cứng rắn hơn của Việt Nam trước thái độ có thể gọi là được đằng chân lên đằng đầu của Trung Quốc phản ứng cứng rắn lần này là vì việt nam không thể nhún nhường nhưng thì sẽ tạo tiền lệ khiến trung quốc càng lớn tới tiếp tục đe dọa xâm phạm lợi ích hợp pháp của việt nam trên vùng biển của mình trong hai tuần đầu việt nam giữ im lặng nhưng hai tuần gần đây việt nam đã có các tuyên bố và có các hành động mạnh mẽ cương quyết trên thực địa cũng như trong các hoạt động ngoại giao để lên án trung quốc theo phân tích của chuyên gia lê hồng hiệp viện nghiên cứu đông nam á Im lặng là giai đoạn đầu để Việt Nam cân nhắc có các bước đối phó. Sự giữ Việt Nam sau hai tuần đã tỏ ra quyết liệt hơn vì có yếu tố quốc tế tiến sĩ Lê Hồng Hiệp khẳng định, nhất là có ý kiến hậu thuẫn của Hoa Kỳ. Sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như các nước đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên Biển Đông, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chủ tịch ủy ban đối ngoại ở Hà viện mỹ cũng đã phát biểu tương tự ông lê hồng hiệp còn nhắc đến một yếu tố cực kỳ quan trọng khác khiến hà nội trở nên cứng cõi trước một trung quốc trương bắt nạt mình là vì tôi nghĩ rằng năng lực của các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của việt nam lực lượng cảnh sát biển lực lượng kiềm ngư đều được cải thiện trong thời gian qua đây là trường hợp cụ thể khi việt nam cần phát huy sức mạnh để có thể bảo vệ tốt hơn chủ quyền quyền chủ quyền và quyền tài phán hợp pháp của việt nam trên biển việt nam thời gian qua cũng đã gia tăng trang bị tàu cho lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư với sự giúp đỡ của hoa kỳ và nhật bản bản tin của chúng tôi tới đây là kết thúc hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin tiếp theo